là con gái phải xinh. Là con gái phải xinh. Chị đây là chị Thị Thu Huyền. Chị làm giáo viên. Cái ban đầu là chị bị lẫy cái răng cửa ở trước ấy. Nó bị thụt vào bên trong. Với cả là ở cái răng hàm dưới thì nó cũng mọc cũng không đồng đều ấy. Thế nên là chị có đến đây để niềng răng. Mong là để hai cái hàm này nó thẳng hơn đấy. Với cả khớp cắn nó chuẩn hơn. Tại vì lúc đầu mặt chị nó cũng hơi bị lệch một chút. Do cái hàm nó cũng bị lệch ấy. Đầu tiên là nó mất về thẩm mỹ. Khi mà mình cười ấy, thì nó không được tự tin thôi. Còn răng thì tại vì chị cũng bị ngã nên là cái răng cửa của chị nó hơi buốt. Có chứ. Thì chị cũng có tìm hiểu với cả là cũng phải xem là làm trong thời gian bao lâu ấy, rồi nó còn có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không ấy. Nhờ tay nghề của đội ngũ bác sĩ, với cả mình cũng phải kiên trì ấy. Chị nói thì có lẽ đấy là nó là phương án tối ưu nhất rồi. Tại vì có thể là làm răng sứ, nhưng mà thời gian làm thì sau này bảo hành nó không được lâu ấy. Nó tuổi thọ của nó không được cao bằng mình niềng răng thì mình vẫn giữ được cái răng gốc. Chắc là cũng do duyên ạ. Mình lướt các bài thì mình cảm thấy tin tưởng, thế nên là mình chọn ạ. Chị bắt đầu từ cuối tháng 8 thì đến bây giờ là được hơn 3 năm nửa tháng. Có lần thì kiểu ăn thì nó bị vướng mắc cài ấy. Thì nó có thể là bị mắc vào cái chỗ dây cung thôi. Nói chung là nhiều cái lúc ăn uống thứ thì cảm thấy nó hơi trở ngại, chứ cũng chưa có kỷ niệm gì đáng nhớ lắm. Các bác sĩ thì cũng khá là nhiệt tình. Thì đến thì ví dụ như là mình mắc mà bị ba bà lợi thì các bác có thể là cho cái mắc cái nó lùi vào trong một chút ấy, thì nó không vướng vào lợi của mình. Hoặc là dùng các cái sáp để cho nó đỡ bị sắc. Chị giờ là cũng được hơn 8 tháng rồi. Không, mình thấy không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Thì hiện tại thì hai mẹ con đều khỏe ạ. Thì trong quá trình mang thai thì khi mà ăn uống thì nó có một chút ạ. Thì thật ra là nó bị vướng vào các cái dây cung ạ. Nên là hoặc là em hay bị viêm lợi. Viêm lợi khá là nặng đấy ạ. Thế nên là hay bị chảy máu trên răng ấy. Má thì có vẻ là hơi hóp một chút, nhưng mà thật ra là mặt chị nó cũng gầy sẵn rồi ấy. Nên là nhìn nó cũng không có thay đổi thì nhiều lắm đâu. Có lẽ là 9 trên 10 ạ. Viện Công nghệ Nha Khoa Thẩm mỹ Athena hướng tới thương hiệu quốc gia